Xin kính chào quý bà con cô bác anh chị lại đến với kênh Nhà đất Đắk Song của em nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại xã Nam Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất của mình thì có tổng diện tích là 2 hectare 9 ạ. Trên đất của mình thì có 1.000 cây tiêu và 3.000 cây cà phê nhé các bác. Mảnh đất của mình thì cách đường nhựa thì nó nằm tầm hơn một cây số. Còn cách trung tâm ủy ban xã, cách đường 686 thì nó nằm tầm 4 cây số nhé các bác. 4 cây số. Mảnh đất này thì bác chủ nhà đang ra với cái giá là 1 tỷ mốt nhé các bác. 1 tỷ mốt có thương lượng nhẹ nhá. Đó. Mảnh đất của mình thì cái view là nhìn ra một cái suối lớn nhá, suối đá lớn. Đó. Tí nữa em sẽ quay chi tiết lại cho các bác cùng tham khảo nó rõ hơn nhé. Mảnh đất của mình thì nó mất tầm 5-6 sào gì đó là nó hơi dốc một chút xíu, là cái thoải cái view của nó cao nhá. Bác nào mà xem video mà cảm thấy yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé, để em có động lực để đi quay những cái mảnh đất đẹp và phù hợp gửi đến cho quý bà con cô bác cùng tham khảo nhé. Và quý bà con cô bác cùng tham khảo ở trong mùa dịch của mình nhé. Nói chung là bác nào mà không đi được ấy, ở trong cái vùng tâm dịch của mình không có đi được thì các bác cứ tham khảo, khi nào mà hết dịch mà nhà nước cho mình đi thì mình đi lên mình tham khảo nhé. Còn bác nào mà muốn gọi tư vấn cái gì thì cứ alo cho chúng em nhé, chúng em sẽ trả lời cho các bác. Đây thì bây giờ em sẽ di chuyển lại quay cái mảnh đất cho các bác cùng tham khảo ạ. Đây nha các bác, em đang đứng ở gần cuối rẫy của mình nhé. Đấy, em đang đứng ở gần cuối rẫy của mình. Rẫy của mình thì ngày trước là bác chủ nhà là đất của mình là tới suối, tới giáp cái suối đó luôn. Nhưng mà ở dưới đó còn con đường, cho nên bác chủ nhà cũng bác trai bị tai nạn, cho nên là bác chủ nhà cũng đã bán bớt ở mé dưới rồi. Đó, bán bớt ở mé dưới rồi, cho nên là giờ chỉ còn từ ở qua cái tiêu kia một chút xíu thôi kìa các bác kìa. Qua cái tiêu ở dưới đó một chút xíu thôi là đất của mình nhá, qua cái cây hông kia. Đó, qua cái cây hông kia một tí là đất của mình, chạy ngang qua. Đó, xuống dưới này là mình có hai cái ao ở dưới ngay chỗ cái bụi tre dưới này nhé các bác. Trên đất của mình là trên đỉnh á, là mình cũng xài giếng khoan nữa, là tưới thoải mái, cho nên là mình cũng không cần phải là tưới bằng ao dưới này, nhưng mà mình vẫn có ao nhé các bác. Còn đất của mình là theo cái hàng tre này nhé các bác, hàng tre này thẳng xuống và theo cái hàng tre này thẳng lên trên đỉnh nhé các bác. Thẳng lên trên đỉnh ạ. Còn mé bên này thì cái bờ biên của mình là theo cái hàng mít này nhé các bác. Hàng mít này kéo xuống dưới và theo cái hàng mít này đi lên trên đỉnh của mình nhé. Đấy, lên trên đỉnh của mình ạ. Nó mất tầm 4-5 sào. Đó, 4-5 sào là hơi dốc nha các bác. Đất ở đây thì đất đỏ ba gian. Đấy, cái suối đá lớn của mình nhé các bác. Suối đá lớn ấy, mình nhìn xuống là suối đá lớn ấy. Sau này người ta sẽ mở con đường ở dưới đó, vì đường bê tông ở dưới này người ta đã vào tới đây rồi này các bác này. Đó. Bây giờ em sẽ di chuyển lên trên rẫy để quay cho các bác cùng tham khảo nhé. Bác chủ trai bị tai nạn 2 lần, cho nên là bây giờ bác chủ trai cũng không làm được, chỉ có một mình bác gái làm thôi, cho nên là bác làm không có một mình cũng làm không có nổi, cho nên là bác cũng muốn chuyển đổi để đưa bác trai về quê, để theo cái ước nguyện của bác là về quê để mở một cái quán nho nhỏ để làm, để sinh sống gia đình ngoài đó. Chứ còn bây giờ ở đây thì rẫy thì nhiều, làm là không có được. Đường điện thì có sẵn đây nhé các bác. Đường điện này, điện nước đầy đủ nhé. Đây là con đường đi xuống rẫy của mình này. Cả dưới này thì
không có được đẹp đâu các bác. Có ở trên đỉnh á, có ở trên đỉnh thì còn đẹp. Ở dưới này thì mình chuyển đổi cây khác nó dễ hơn nhé các bác. Trên đất của mình thì có cái chòi nho nhỏ như này nha các bác. Đấy. Ở đây thì nó thoải thoải, xuống dưới thì mất mấy sào hơi dốc, còn lên trên đây á, lên trên đây là bằng bằng trang luôn các bác ạ. Cái này bác chủ nhà cũng bán với cái giá là đất trắng thôi nha các bác, đất trắng thôi. Cái bờ biên của mình tới cây mít trong kia nha các bác, chạy xuống dưới ngay chỗ cái điểm mình em chỉ bụi tre đó. Đó, còn bên này thì cứ theo cái hàng mít cũng xuống dưới cái điểm mới nãy của em chỉ nha các bác. À, mảnh đất này á thì bác chủ nhà cũng chưa có làm bìa, đang có chít lục ở xã nha các bác, có số thửa rồi nhá, có số thửa. Thế em cũng bảo với bác chủ là nếu bác muốn bán thì chiều nay xin cái tờ chít lục cho em. Có chít lục là mình làm được bìa đỏ nha các bác. Quanh đây là người ta làm bìa hết rồi, nhưng mà ngày xưa bác chủ làm một lần nhưng mà không biết chỗ làm, không biết chỗ làm cho nên là bác chủ nhà không làm nữa. Bây giờ nếu ai mua thì bác chủ làm cho mình. Đây trên này thì bằng tiêu, cà phê. Hai hết chín nha các bác, hai hết chín. Giá bác chủ nhà đưa ra là 1,1 tỷ có thương lượng nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cái alo cho em dẫn vào tận vườn để cho các bác cùng tham khảo nhé, các bác cùng tham khảo. Mảnh đất này thì điện nước đầy đủ các bác ạ. Ở dưới có hai cái ao nhưng ở trên này mình vẫn sử dụng giếng khoan. Cách đường nhựa thì nằm tầm cây rưỡi số, cách trung tâm ủy ban xã thì nó nằm tầm 4 cây số nha các bác, 4 cây số. Trên này thì bằng cà phê tiêu. Đây, cái giếng khoan của mình nằm đâu đây? À đây rồi ạ. Tưới bằng điện nha các bác. Đây cái giếng khoan của mình đây các bác ạ. Đấy cái giếng khoan trên này. Của bờ của mình ở trên này, mặt ở trên này nó nhỏ hơn nha các bác. Của mình chỉ tới cái cây cây tiêu chết kia thôi. Đó, cây tiêu gỗ đấy là hất về bên kia là của hàng xóm nha các bác, của hàng xóm. Còn của mình là từ cái cà phê hất lại đây của mình. Cùng theo cái mặt đường đất này thì nó có tầm 50 mét các bác ạ, 50 mét. Trên này nó nhỏ, còn xuống dưới nó le to ra nhá. Đây nha các bác. Con đường này là con đường đi ra đường đường nhựa này, là hơn 1 cây số. Dân cư nhà dân là ở trong này nhá. Còn đây là đi vào trong nhà, trong rẫy của hàng xóm, của dân cư ở trong này. Đó. Ở đây đi ra là dân cư ở rất chi là đông nhá các bác.
ở lối này đi ra là dân cư ở khá là đông đấy ạ. Còn mảnh đất của mình là từ cái cây mít kia, từ cây mít đó sẽ qua tới bên này, tới bên cái cây này nha các bác, từ cây này đó tầm 50 mét chạy thẳng xuống cái điểm mình nãy em đứng nhá, chạy thẳng cái điểm xuống em đứng dưới đó. Con đường này là con đường giữa rẫy của mình. Và bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em nhé, em dẫn các bác vào tận vườn để các bác cùng tham khảo nhé. Rồi bác nào mà muốn xem chiết lục thì alo cho em sẽ gửi chiết lục qua cho các bác nhé. Em xin chào các bác ạ.